Hôm nay mình sẽ chọn ba loại mì khô trong đó này nào. Mình sẽ chọn ba loại mì khô nấu ăn chung thử ổn. Mình lấy nắp cho mau sợ. Mình chọn mình chọn mày tiếng nhỉ nha. Mì xào này nằm này sốt cho ca nha. Nên mình thử này nha mọi người. Thấy này cho ba cái này. Và cái này mình không có nấu nha mọi người. Mình chỉ cho mọi người xem con cua khổng lồ này thôi. Nhìn nhỏ ha. Này là tiếng mẫn nha. Có một loại sốt. Đây là cô xe. Mình thích này lắm, mình nói ra mình không ăn nữa. Mình hay ăn colusa xanh lá cây mà sao mình vô tìm không gặp không biết. Ba mình ăn những món cũng không ấy là đúng là ăn xong rồi mình ăn thấy ngon nha mọi người. Đây cái phần này có chọn phải thấm lọc. Mình có nhấp xong rồi. Vậy á mà cũng còn là mình phải bỏ này nha. Bỏ. Dạ, mọi người nhìn mấy lòi sốt nè.
Ăn mình dễ ăn. Mình lặt nó lại để với coi chưa chín thì dễ cho anh chín ăn. Giờ đó mình sẽ ăn này nè mọi người. Mọi người thấy ngon chưa? Cực phẩm. Nhìn ngon ha. Mình nước gì mình nấu được nha. Mình phải trộn nữa nè. Kiểu nở. Mình tắt lửa này mọi người. Giờ thì mình đổ. Chắc nước ra bình thường mình không có nấu mấy gói này vô này. Mấy gói này là mình thích ăn nó sực sực vậy á, nhưng mà mình không biết là do mình để nó trước đúng hay là để sau đúng nữa, nhưng mà mình để nó sau đây mời em nè. Mọi người giải được đây nè. Dễ. Cái mình giải cái chọn nó mình đây. Cho nó thấm cái đó để một xíu nó dồn cục nhiều nha. Thank you.
Mình có bệnh mà hay cho vô xíu chanh á, nên ăn mày làm ăn chua chua á. Còn hai chén mình đặt mình thường mình thấy ớt lan với mình ngọt, cái mà mình không ớt lan xin lỗi mọi người nha, cấp điện nha. Ôi. Cấp điện là 29 nha. Tôi tắt ra văn mọi người. Phải đỏ nó ngon quá. Mời mọi người ăn với mình. Ba loại mì với mọi người. Bà xã cấp điện nè, tấu lại. Cấp à. Gửi lại cơm không chín nổi mọi người. Để mình lấy thử miếng nha. Trời ơi, làm gì cũng rớt lại phải. Mình sao lấy lên chưa chín. Mời mọi người nha. Qua đây qua. Mọi người.